bong bóng hay cơ hội? Tính đến cuối tháng 5 năm 2024, định giá P/E của top 10 cổ phiếu trong S&P 500 hiện là 27 lần, cao thứ 2 trong ít nhất 3 thập kỷ và gần chạm ngưỡng bong bóng. So sánh với bong bóng.com, P/E hiện tại của Big Tech thấp hơn so với đỉnh bong bóng.com năm 2000. Tuy nhiên, định giá của top 10 cổ phiếu hàng đầu trong S&P 500 cao hơn mức đỉnh bong bóng.com những năm 1990. Trên định giá đơn giản P/E, cổ phiếu công nghệ của Mỹ được định giá quá cao so với một vài thời điểm trong quá khứ, nhưng tạm thời có thể đánh giá rằng chưa ở trạng thái bong bóng. Vậy cơ hội nào hạn chế rủi ro khi chẳng may bong bóng vỡ? AI và các xu hướng công nghệ mới có thể tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, mang lại lợi nhuận cho các công ty công nghệ và cả những ngành khác. Vốn hóa thị trường của nhóm công nghệ Mỹ đang ở mức cao nhất lịch sử, chiếm 33% thị trường chứng khoán Mỹ và 17% thị trường toàn cầu. Tăng trưởng thu nhập của Magnificent 7 vượt trội so với S&P 500 và chỉ số Nasdaq. Tránh những rủi ro tiềm ẩn, thành viên F247 chia sẻ kinh nghiệm, nên phân bổ danh mục đầu tư với các ngành khác có định giá hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng. Chọn các công ty có lợi nhuận tốt, bảng cân đối kế toán lành mạnh và khả năng trả cổ tức, theo dõi thị trường, chuẩn bị cho khả năng điều chỉnh và tận dụng cơ hội mua vào khi giá rẻ.